còn gọi chị Sảng là thẩm mỹ hỏng nữa bởi mặt mộc đẹp khó tin đến như này. Hot nhất thời điểm hiện tại trên mạng xã hội Weibo là chùm ảnh tại sân bay của cô nàng Trịnh Sảng. Thật khó có thể tin được nhan sắc của người đẹp bị coi là thảm họa thẩm mỹ một thời bị cằm lệch, nụ cười méo sạch, giờ đây lại bừng sáng bởi gương mặt mộc 100% đẹp đến khó tin, dù rằng cô nàng ăn mặc có phần luộm thuộm. Cô nàng khiến nhiều người phải ngạc nhiên bởi gương mặt mộc quá đỗi hoàn hảo và xinh đẹp dù thời trang khó hiểu. Trịnh Sảng là một trong số những người đẹp lười make up nhất showbiz. Mỗi lần xuất hiện tại sân bay hay đi chơi dạo phố, cô nàng để nguyên hiện trạng.